được phát minh bởi đơn vị thuộc Đại học Emory, bang Georgia, Mỹ. Monopiravir ban đầu được nghiên cứu cho điều trị cúm mùa. Tuy nhiên, loại thuốc này đã nhanh chóng cho thấy những tiềm năng hứa hẹn kháng lại virus SARS-CoV-2 trong các thử nghiệm lâm sàng. Khi có sự xuất hiện của Monopiravir, quá trình sao chép ARN của virus sẽ bị lỗi nghiêm trọng, dẫn đến không thể nhân đôi. Từ đó đóng băng việc tổng hợp protein nhằm sản sinh virus mới, giúp rút ngắn thời gian phát bệnh và giảm nguy cơ lây nhiễm. Hồi tháng 3, kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 của loại thuốc này do hãng dược phẩm Merck và công ty công nghệ sinh học Ridgeback thực hiện đã cho kết quả rất ấn tượng. Với 182 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 có liều dùng 2 viên một ngày, tất cả đều đã không còn phát hiện virus khi kết thúc quá trình nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu sau đó cũng cho thấy Monopiravir cho hiệu quả tốt nhất với những bệnh nhân có nguy cơ cao do bệnh lý nền, mới ở giai đoạn đầu phát bệnh, chưa phải nhập viện do triệu chứng nặng. Một số đánh giá cho rằng đây là loại thuốc dùng trong điều trị COVID-19 đầu tiên có thể ngăn ngừa ngay từ trước khi virus SARS-CoV-2 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh. Nếu đưa loại thuốc này cho người bệnh ngay từ thời điểm bắt đầu mắc COVID-19, nó sẽ giúp làm giảm tải lượng virus trước khi chúng hủy hoại chức năng cơ thể hay kích hoạt tình trạng viêm nhiễm. Đây là một kết quả rất tích cực. Một lợi thế không nhỏ nữa của Monopiravir so với các phương pháp điều trị COVID-19 khác như kháng thể đơn dòng, đó là loại thuốc này được bào chế dưới dạng viên thay vì phải nạp vào qua đường tiêm hay truyền dịch. Tại Singapore, Monopiravir kết hợp với thuốc kháng viêm baricitinib là một trong những liệu pháp kết hợp điều trị COVID-19 hiệu quả được một nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore tìm ra mới đây, có khả năng hoạt động tốt ngay cả với các biến thể mới lây lan mạnh như Beta và Delta. Phát hiện này càng có nghĩa bởi nghiên cứu trên tập trung vào những loại thuốc sẵn có thể dễ dàng tìm mua và phân phối. Đây là một nghiên cứu rất kịp thời khi mà Singapore đang đứng trước nguy cơ các đợt dịch mới. Do đó, chúng tôi rất muốn tìm kiếm những liệu pháp điều trị có thể dễ dàng cung cấp cho bệnh nhân nhẹ đang phục hồi tại nhà hoặc tại trung tâm cộng đồng. Dù mới đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Mỹ, nhưng chính phủ nước này cũng đã đặt hàng khoảng 1,7 triệu liều thuốc Monopiravir cho điều trị các bệnh nhân nhẹ và vừa với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ. Ấn Độ, công xưởng dược phẩm của thế giới, cũng đang quan tâm tới Monopiravir trên cơ sở các kết quả thử nghiệm tích cực. Thử nghiệm lâm sàng tại nước này cho thấy Monopiravir có hiệu quả âm tính SARS-CoV-2 tới hơn 78% với các bệnh nhân chỉ sau 5 ngày dùng thuốc và sau 10 ngày là 100%. Một loạt nhà sản xuất dược lớn của Ấn Độ hiện đã ký thỏa thuận tự nguyện sản xuất hàng loạt cũng như xin cấp phép khẩn cấp cho Monopiravir, giúp mở ra triển vọng khống chế COVID-19 tại quốc gia có số ca mắc lớn thứ hai thế giới cũng như nhiều nước đang phát triển với mức giá vừa túi tiền của đa số người dân.